47, thư trả lời cư sĩ Hồ Phụng Trần, năm Dân Quốc 20, 1931. Ông này còn có tên là Sư Viễn. Người học Phật nên thấy xa trông rộng, nếu chỉ biết chuyện thuộc phạm vi ba thước trước mắt thì không khỏi đường cùng nẻo tận. Nước ta suốt 20 năm tàn sát lẫn nhau, rốt cuộc ai là giặc, ai chẳng phải là giặc. Giết người ta, há người ta mặc kệ cho ông giết ư? Hy sinh tánh mạng dân quân đôi bên hòng giành cái danh xuông vì nước vì dân. Người khác đều như thế, ta cũng như vậy, còn quý báu gì mà học Phật nữa cơ chứ? Nước ta tàn sát lẫn nhau vẫn còn là nhìn từ mặt ngoài, chứ thật ra là tự chặt chân tay vào đầu sọ của chính mình, mà còn hiềm rằng chưa giúp cho được lẹ làng hơn nữa kia. Danh thì vang dền, kinh tài cõi tục, nhưng bản chất thì đau buốt tan nát lòng trời, chớ nên hùa vào giúp cho chuyện náo nhiệt này. Còn như nói thổ phỉ nhiều như lông, nếu chẳng trang bị vũ khí, chẳng thể sống yên được, thì có thể bảo người trong vùng hợp thành một đoàn tự vệ, và những người tuổi trẻ mạnh dạn đều dạy cho họ biết đây là chuyện nhằm phô trương oai thế để thổ phỉ nghe tiếng không dám đến. Nếu hăng máu giết thổ phỉ, ắt sẽ kết thành mối thù sâu, sau này chúng nó ắt sẽ tàn sát thôn chúng ta, đào tung phần mộ tổ tiên mỗi nhà trong làng ta. Bất luận già trẻ trai gái đều thử nghiệm Quan Thế Âm Bồ Tát để mong được ngầm che chở. Nếu mọi người biết tốt xấu, chịu tuân theo biện pháp này, thì đề phòng giặc cướp chính là tu đạo, công đức lợi ích há thể nghĩ bàn. Nếu mọi người đều dùng tâm sân, thủ đoạn độc ác, hòng mong vui sướng một chốc, thì dẫu muốn khóc cũng chẳng thể ứa lệ được. Quang có ý kiến như thế, chẳng biết cư sĩ nghĩ như thế nào. Sau này đừng gửi thư bàn bạc chuyện này, bởi người ngoài cuộc làm sao có thể bày kế hoạch cho người khác ý với ta cho được. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vì đại. Bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là điều bất hiếu lớn. Đây chính là nói về kẻ chẳng chọn hết phận sự con người vậy. Nếu đã lấy vợ nhưng không sanh nở được, cố nhiên chẳng phải là không chọn hết phận sự con người. Một vị cư sĩ ở quê tôi không con, cầu khấn nhiều cách đều chẳng thỏa nguyện, bèn cưới một người thiếp, nhưng thề thiếp bất hòa, nảy sanh xích mích, vẫn không có con. Một người bạn bày kế tính sang làng xa cưới một người thiếp nữa, chẳng rước về nhà, mỗi năm người ấy qua lại một đôi lượt để mong sanh con, đem chuyện ấy thưa với Quang. Quang nghe xong khôn ngăn than thở cảm khái, gần đây lòng người bại hoại đến cùng cực, trai gái tự do luyến ái gần như trở thành công khai. Một cô gái tuổi nhỏ ở một mình ngoài mấy trăm dặm, cô gái ấy chẳng sanh chuyện bên ngoài thì chính là bậc đại hiền, sợ rằng trong trăm ngàn người cũng khó được mấy kẻ. Huống chi cô gái ấy tự sống thành một nhà, lại cần phải thuê đầy tớ, phí tổn cũng khá. Nếu may mắn sanh được con thì kẻ ưa gièm pha ắt sẽ có kẻ nói xấu miệt thị là làm chuyện ám muội. Nếu chẳng may vẫn không sanh được con thì cô gái ấy suốt đời cô đơn quạnh quẽ, người chồng phải chu cấp suốt đời, đúng là tự gieo mình vào lao ngục, làm nô lệ cho cô gái ấy chẳng đáng buồn ư? Kế hoạch ấy nói chung là vì cái danh mà bày ra, vì cho rằng không con là thiếu đức, có con thì người ta chẳng nói mình thiếu đức, cái danh gây lụy cho con người đến nỗi như thế đấy. Ta chỉ chọn hết phận ta, hết thảy những chuyện khác không tính đến thì mới là biết vui theo mạng trời. Số mạng vốn không có con thì phải tích đức mà cầu, cầu không được thì có gì tiếc nuối đâu. Nay những kẻ đà đảo giềng mối cha con vợ chồng để tự do luyến ái, nam nữ lã lồ ôm nhau khiêu vũ, chẳng phải là những đứa con do cha mẹ sanh ra hay sao? Không có những đứa con như thế thì tốt hơn. Anh em Quang ba người, Quang bé nhất, hai anh đều không con, dòng họ tuyệt tự. Quang nghe xong khôn ngăn mừng rỡ an ủi, bởi sau này chẳng còn có con cháu tạo ác nghiệp làm nhục tổ tiên nữa. Chuyện như vậy đâu phải chỉ riêng quê tôi mới có lẽ có người mang cảm giác đồng tình với quê tôi cũng có thể giải bớt nỗi lo buồn vậy. Huống chi người tu hành chẳng mong huyết mạch được tiếp tục, bảng cư sĩ con trai chẳng lấy vợ, con gái chẳng gả chồng, ông Bành Nghị Lâm suốt đời hoằng pháp tu tịnh nghiệp, vợ sanh được hai con gái không có con trai, cũng chẳng cưới thiếp, cũng chẳng nuôi cháu nối dòng. Do ông Chí tại vãng sanh Tây Phương chẳng muốn tiếp tục dâm dục hòng sanh con đẻ cháu. Chúng ta dù chẳng dám vói cao muốn được như bảng cư sĩ, nhưng gương thơm của Bạch Nhị Lâm chúng ta nên tự giữ, cần gì phải lập ra kế hoạch cực nguy hiểm ấy để mong đạt cho được vậy. Nếu nói ông nói như vậy bất quá,
quá bất cận nhân tình. Nỡ để phần mộ tổ tiên không người lễ bái quét dọn cúng tế ư? Thì thưa, do lấy thiếp mà bị người gièm pha là làm chuyện ám muội, sao bằng đến viện mồ côi ẵm lấy một đứa bé mũm mĩm trông có phước phận về làm con, thì tốt đẹp đôi bề, không ai nuôi nó, ta nuôi làm con, tức là cứu mạng nó cũng có thể thay thờ phụng tổ tiên, mà cũng làm cho tổ tiên của nó chẳng đến nỗi đau lòng vì con cháu bị vùi lấp nơi khe rãnh vậy. Nghĩa cử ấy người ta cho là nuôi tò vò, nhưng nuôi tò vò có thẹn gì cơ chứ? 48 thư trả lời cư sĩ Bào Sùng Sĩ. Năm Dân Quốc 20 1931, tai họa bệnh tật trùng trùng, nói chung là do ác nghiệp đời trước sâu đậm, do hành vi hiện thời chẳng cẩn thận mà ra. Đời người muốn được không bệnh khỏe mạnh, ắt phải cực lực tiết dục, hễ lắm dục sự thì đủ mọi bệnh tật đều phát sanh. Người đời cho làm chuyện dâm dục là vui, chẳng biết vui chỉ trong khoảnh khảnh ngón tay, khổ cả đời thường chịu. Ông nên lắng lòng niệm Phật và niệm Quán Âm, coi thế thiếp của chính mình như bạn đạo, kính trọng như khách, chẳng để một dục niệm dấy lên. Lâu ngày như thế thì các chứng bệnh đều được lành hẳn. Nếu đã lành bệnh hoàn toàn, vẫn chẳng nên ăn nằm ngay, phải là sau khi khỏe mạnh hoàn toàn rồi, vì để có kẻ nối dõi thì vừa chung đụng nhau, ắt sẽ có con. Đứa con lại mũm mĩm thông minh, không mắc các bệnh tật do tiên thiên được vun bồi vậy. Nếu không biết nghĩa này thì thê thiếp của chính mình và con cái sanh ra đều chẳng được hạnh phúc mạnh khỏe, không bệnh hoạn. Cũng nên nói với thê thiếp lời này, đây chính là cầu nơi chính mình vậy. Còn như niệm Phật là cầu nơi chư Phật, chính mình không tiết dục, Phật cũng chẳng dễ gì gia hộ được. Chính mình chịu tiết dục, lại thêm chí thành niệm Phật thì chắc chắn các bệnh chẳng sanh. Nói về ăn chay thì vốn là thương chúng nó đau khổ, nuôi dưỡng lòng nhân từ của ta, mỡ và thịt nào có phân biệt chi, nước súp thịt cũng chớ nên ăn. Nhưng chúng sanh căn tánh khác nhau, nếu ăn chay trường được thì dạy họ trường chay, nếu không dạy họ giữ thập chay lục chay, ăn những món rau ở cạnh thịt. Đấy chính là pháp phương tiện cho những ai không ăn chay trường được, chứ không phải là thật nghĩa. Ông đã khổ vì bệnh, hãy nghĩ thương nỗi khổ của chúng sanh, nên ăn đồ chay thanh tịnh, đừng để miệng bụng làm lụy tâm tánh. Và những thứ có tri giác đều chẳng nên ăn, tuy không có tri giác nhưng có mầm sống như các loại trứng cũng không nên ăn. Uống sữa bò thì không trở ngại gì, nhưng sữa cũng là lấy chất bổ béo của bò để bồi bổ thân ta, do vậy cũng không nên dùng. Đậu nành, dầu đậu nành có nhiều chất bổ nhất, hãy nên thường dùng. Trong cháo ăn điểm tâm nên bỏ thêm đậu nành đã xay vỡ với những loại dầu để thường ăn, thì chuyên dùng dầu đậu nành. So với mỡ heo, dầu đậu nành có nhiều chất bổ hơn, sao lại khổ sở đem tiền chuốc họa để mong được bồi bổ ư? Bởi ăn thịt sẽ mắc nợ giết chóc nên nói là chuốc họa. Người ăn mặn nếu chịu ăn chay chắc chắn ít bệnh khỏe mạnh, bởi ăn thịt gây trở ngại cho phép dưỡng sinh, ăn chay có tác dụng dưỡng sinh. Mắm tôm độc nhất, muôn vàn chớ có ăn, vì lúc làm người ta đào một cái hố to bên bờ biển, trong vòng 5 6 tháng đánh bắt các loài tôm và những thứ cá nhỏ đổ vào trong hố, phơi dưới nắng gắt, cả hố hút trở mùi thối suốt mấy dặm. Những loài ruồi kiến rắn vân vân ưa mùi đó đều tự gieo mình chết ngủm trong hố, đến khi mắm đã ngấu bèn cả nhuyễn đựng trong sọt đem bán. Người ăn mặn coi như món hàng quý báu, đáng thương quá chừng. Đây là do một vị tăng trông thấy cách làm, kể cho qua nghe. Ông đã ăn chay, nếu chẳng thể làm cho cả nhà ăn chay, thì bảo họ hãy bớt ăn mặn đi, chớ mua con vật còn sống về giết trong nhà. Trong nhà hàng ngày giết chóc sẽ trở thành chỗ giết hại, xui xẻo lắm đấy. 49. Trả lời thư cư sĩ Dương Thọ Trì, 4 lá thư, năm Dân Quốc 20 1931. 1. Quàng chẳng có hành trạng gì, năm còn tự thứ 7 1881, để khỏi nhà đến nay đã 50 năm, vẫn là cái tôi y hệt như cũ, nghiệp chướng chưa tiêu, đạo nghiệp chưa thành, không mặt mũi nào quay về quê cũ. Tuy trước kia được hai đốc soái Trần Bá Sanh và Lưu Tuyết Á gửi thư khuyên nên về lại đất Tần Thiểm Tây, nhưng tự thẹn quả thật chẳng kham nổi, chẳng đành vâng lệnh. Thậm chí phần mộ tổ tiên và phần mộ cha mẹ đều chưa thể lễ bái lần nào. Cái tội bất hiếu quả thật không thể sám hối được. Mỗi phen nghĩ đến mồ hôi đẫm lưng, cư sĩ ôm tấm lòng đau đớn cứu tế, hành pháp hạnh bình đẳng. Chẳng khi trẻ nhà tôi nghèo khó một mực trăm năm, có thể nói là lòng thành thương đến cả loài quạ làm tổ trong nhà.
lại còn trông coi mộ tổ của Quang, có thể nói lão Ngô lão Dĩ cập nhân chi lão, tôn kính cha mẹ người bề trên của chính mình, rồi mở rộng ra thành lòng tôn kính cha mẹ người bề trên của kẻ khác. Quang đọc đến đây khôn ngăn ứa lệ thảm thiết hồi lâu, nhưng Quang làm người trọn chẳng muốn lưu hư danh, làm bẩn tai gai mắt người khác, chỉ mong lâm chung nương vào Phật tử lực vãng sanh là thỏa nguyện rồi. Đối với những sự từng trải của chính mình, nào đáng tốn bước mực bút mực để ghi chép lại mà cũng chẳng hề trước thuật. Văn sao là do ông Từ Úy Như sau khi đem in xong, bèn tùy thuận lòng người mà lưu truyền từ năm Dân Quốc 15, 1926. Trung Hoa Thư Cục in bản đăng quảng văn sao hoàn chỉnh, từ đấy trở đi tất cả những viết lách tùy tiện để trao đổi đều nhất loạt chẳng giữ lại bản nháp. Những người cùng quê với tôi đều mất cả rồi. Triệu Sĩ Anh là kẻ thuộc lớp sau, chỉ nghe lời đồn đại mà bài kệ nhất phiến minh nguyệt chiếu cửu châu, một vầng trăng sáng soi chín châu cũng chẳng phải do Quang viết. Quang làm người chẳng kiêu ngạo chẳng xiểm nịnh, có hết thảy người có thế lực và người không có thế lực đều hẹp như nhau. Bài ký của Triệu Sĩ Anh do cư sĩ đã chép nay tôi cũng gửi lại, cũng chẳng sửa đổi vì chẳng muốn lưu dấu tích xấu xa ấy lại cho đời. Nếu đem bài ấy xé nát đi, lại sợ cư sĩ nói tôi bất cận nhân tình. Con người hiện thời thường cầu các bậc danh nhân soạn các truyện ký cho cha mẹ của chính mình và bản thân để mong lưu danh sau khi chết đi. Quang coi đó là chuyện xấu hổ. Không những Quang chẳng cầu cạnh người khác viết về mình mà ngay đến cha mẹ Quang, Quang cũng không tự viết, vốn là cầu cạnh người khác ư. Dù danh chủm thiên hạ thì có dùng chuyện ấy để liễu sanh tử được hay không? Vì thế tấm lòng cầu danh của Quang nguội lạnh cùng cực. Hễ thấy những kẻ cầu cạnh người khác soạn văn, lòng liền bứt rứt, cho nên thường nói người thế gian phần nhiều đều là trộm danh ghét thật. Nào có phải là Quang ghét danh đâu, mà là vì cái danh mà không có thực chất thì thật là đại nhục, cho nên chẳng muốn có cái danh xuông ấy. 2. Phàm mọi việc nên chiếu theo chức trách bổn phận của chính mình để suy tính, đã biết rõ điều gì không nên làm mà cứ thường muốn làm, há chẳng phải là vô sự danh sự, lướng nhọc tâm thần, chẳng có ích gì chăng? Chuyện ông hỏi, ông đã tự biết là chẳng thể, sao còn hỏi tôi chi nữa? Há tôi có nên vượt lý để bảo ông cứ làm hay chăng? Huống chi hiện nay học Phật hết sức thuận tiện, chẳng giống như thuở xưa, nếu không xuất gia bèn khó hết được nghe pháp tu hành. Hiện nay biểu điện rất thuận tiện, kinh ở mọi nơi đều có thể thỉnh được, tri thức trong thiên hạ đều có thể thỉnh giáo, cứ gì phải xuất gia mới tu hành được. Phải biết xuất gia ngày nay đâm ra chẳng hữu ích bằng cư sĩ tại gia, do pháp yếu ma mạnh, ác đồ tà đảng thường ôm lòng khi dễ tăng chiếm đoạt tài sản. Nếu sống ở chỗ núi rừng vắng lặng thì tiểu nhân chỉ vì đoạt mấy thương vạn, mấy chiếc áo, mấy đồng tiền mà đánh giết, sự nguy hiểm ấy xưa kia chẳng hề có. Nếu ở tại thành thị cũng khó tránh chuyện qua lại với người ta, ai có thể không làm chuyện gì mà nhận cúng dường yên ổn ư? Cho Quang là kẻ không có khả năng gì, ở Phổ Đà hơn 20 năm chỉ theo đại chúng ăn cơm mà thôi. Từ năm Dân Quốc thứ 7, 1918, sau khi Từ Úy Như in văn sao, cũng là suốt ngày bị người khác làm rộn. Ông tưởng xuất gia là không có chuyện gì hết ư? Chẳng biết xuất gia mà nếu phải duy trì đạo tràng Hoàng Dương Phật Pháp thì công việc càng nhiều nữa. Nếu là kẻ chỉ lo tự giải thoát thì cơm áo cần dùng đều phải lo toan, ba bữa cơm mỗi ngày đều phải lo liệu. Nếu chẳng tu trì còn nhàn hạ lắm, chứ nếu siêng năng tu trì thì bận rộn không rảnh được chút nào. Ông muốn được quy y nên đối trước Phật lễ bái tự thọ, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Mậu, nghĩa là dùng Phật pháp để tự mình cố gắng, khiến người khác cố gắng, mau giữ vẹn đơn thường, chọn hết bổn phận chẳng trái nghịch nhân thừa thiên thừa do Đức Phật đã dạy, đến nguyện niệm Phật, thực hành pháp môn hoành siêu của Phật dạy, dẫu cho Phật Bồ Tát hiện thân cũng chẳng chịu lìa khỏi hay con đường này tu pháp nào khác. Tuy chưa thể đạt được Phật tâm, nhưng đã thật sự cậy vào Phật tự lực. Chúng sanh đời mạt chẳng dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khó hơn liễu sanh tử vạn phần. Lại nữa, đừng coi chuyện không thể nghiên cứu hút trọn khắp kinh luận đại thừa, thông suốt trọn khắp thiền giáo luật mật là điều thiếu sót. Nếu bỏ một pháp tịnh độ, dẫu có hiểu sâu xa trọn khắp các kinh luật, thông suốt trọn khắp các pháp môn, chỉ e chuyện liễu sanh thoát tử vẫn là chuyện chẳng biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp trong vị lai mới có thể xảy ra. Đừng nói cha mẹ chấp nhận hay không,
Quang một mực chẳng tán thành người khác xuất gia, huống chi hiện nay là đã loạn lạc quá nửa, đều là kẻ tục dối làm tăng ư. Đối với chuyện thọ giới cũng chẳng ngại gì đối trước Phật, sám hối cho nhiều. Tự thể thọ giới như đã nói trong lá thư gửi cho bà Từ Phước Hiền ở trong bộ văn sao, nhưng bất luận thọ giới hay không thọ giới, đã quy y Tam Bảo, ắt phải giữ năm chuyện ấy, chẳng dám vi phạm thì mới là đệ tử chánh tín của Phật. Nếu do chưa thọ giới mà đối với năm giới ấy chẳng cần chú ý đến thì còn chưa đáng là bậc chánh nhân quân tử, huống là đệ tử Phật. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, hết thảy thiện pháp đều nên tu, hết thảy ác pháp đều nên đoạn, chính là giới kinh đại lược do Phật dạy. Thế đạo hiện thời suy bại đến cùng cực vì thuyết bài xích nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, cho Phật pháp là lừa dối kẻ ngu người tục của nhà nho. Vì thế nhà nho đều chẳng lấy nhân quả ba đời lục đạo luân hồi để giáo huấn, đến nỗi điều thiện không được khuyến khích, điều ác không bị trừng phạt, đến khi gió âu thổi qua đều hùa nhau theo. Nếu mọi người đều biết có sự lý nhân quả ba đời luân hồi lục đạo thì đâu đến nỗi tàn sát lẫn nhau, đến nỗi sát kiếp vĩnh viễn không có lúc chấm dứt. Ôi hồi buồn thay. Ba, anh ông là lập điền thiền tư thật tốt, tiếc là chưa học nên đã hơn nửa đời người rồi mà không thể thành tựu. Chỉ nên nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông ta vọng tưởng quá lớn, muốn tu hành 1-2 năm liền đắc ngũ nhãn lục thông, lại muốn biết cha mẹ rốt ráo sướng hay khổ. Lời lẽ ấy tùy do tấm lòng một niềm mộ đạo báo ân, nhưng nếu không nói cho tan biến cái tâm ấy đi, sau này chắc sẽ bị ma dựa đáng sợ cùng cực. Ông ta đã muốn báo ân cha mẹ, hãy nên nhất tâm niệm Phật thay cho cha mẹ sám hối nghiệp chướng của Phật gia bị, khiến cho thiện căn được tăng trưởng. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tự mình lại nên nhiều cách kính khuyên hai thứ minh, tức là cầu Đức Phật gia bị, hiển tức là sự khuyên lớn của chính mình, tâm chân thành, lời lẽ chân thành, ngõ hầu cha mẹ sanh lòng tin niệm Phật, chịu niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Thì lúc lâm chung kệ vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, tức là đã siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử rồi. Chẳng biết vì sao, vì cha mẹ mưu tính như vậy mà cứ muốn biết khổ vui để tính toán thì làm sao lo liệu trước khi mất cho được. Người thật thà chỉ nên làm cư sĩ tại gia, tùy phần tùy sức tu trì, nếu xuất gia thì càng chẳng thể tu trì. Mong hãy nói tường tận với ông ta. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Úc, Huệ cũng là gắng sức, Úc cũng là gắng sức, dùng những chuyện như giữ vẹn luân thường vân vân và tín nguyện niệm Phật vân vân để tự gắng, thúc đẩy người khác cố gắng, công đức lợi ích ấy vô lượng vô biên, chớ nên vọng tưởng đắc đạo, đắc thần thông. Chỉ nhất tâm niệm Phật rồi lại dùng điều này khuyên người thì tuy chẳng đắc đạo mà còn hơn đắc đạo, do lợi ích đạt được bởi vãng sanh lớn hơn đắc đạo nhiều, huống chi tù mù luyện đùi phần nhiều bị ma dựa phát cuồng đó ư. Mong hãy tích cực nói kỹ với ông ta, nếu không chắc là sẽ có nguy hiểm đấy. Bốn, thời thế mạt pháp tà ma ngoại đạo nhiều vô kể, gã mà còn họ Hàn ấy chẳng cần biết hắn tu chỉ ra sao, chỉ nội bốn chữ ngũ giáo đại đồng liền biết tận ruột gan rồi. Ngoại đạo đều cậy vào huyễn thuật để lừa đời dối người, những kẻ có mắt không tròng thấy chúng thần thông rộng lớn bèn dốc thân mạng quy y. Nếu là người thật sự biết đạo lý thì sẽ tránh xa còn không kịp, huống còn vui thích hâm mộ hoài nghi muốn quy y hay sao. Đây chính là 10 loại ma thuộc về tưởng ấm trong kinh Lăng Nghiêm vậy. Kẻ ngu trốn quê cho chuyện có thể thấy được thần thấy được quỷ là hiếm lạ, chẳng biết hắn làm những tà thuật đó để mê hoặc người ta. Ông còn muốn hỏi chuyện đời trước nơi gã ma con ấy, tức là ông bị hắn thu hút rồi. Những gì Hoàng Quan nói cũng là ma nói dối, ông đã từng theo Hoàng Quan sao từ đầu chẳng ưa thích chuyện tu luyện của gã. Ông nên biết yêu ma quỷ quái đều có thần thông, tức là yêu thông thần thông của ma quái, chứ không phải là thần thông chân chánh. Kẻ ngu thấy hắn có thần thông liền cho hắn là Bồ Tát, bèn sa vào lưới dập ma của hắn. Đã là thật sự có thần thông
Thì sao người học theo học hà với hắn lại sanh bệnh cuồng ư? Huống chi những gì hắn nói và những danh từ do hắn lập ra đều chẳng có trong Phật pháp. Hắn nói pháp của hắn thật sự là Phật pháp, chính là căn cứ chung cho hết thảy ngoại đạo dùng để lừa dối người. Lời nói ấy đủ biết hắn chính là ma. Phật nói vô lượng pháp môn, pháp nào cũng đều thật. Thiện tri thức tùy theo sở tri sở đắc của chính mình mà đề xướng, chỉ là phù hợp căn cơ hay không. Nếu nói pháp của ta là thật, các pháp khác đều chẳng thật, không hỏi cũng biết kẻ ấy là ma. Trong tâm ông quả thật chẳng có chủ ý. May là bọn chúng đã hiện xướng tướng xấu và trong tâm vẫn còn ngờ vực, chẳng quyết đoán được. Nếu kẻ học đạo ấy chẳng hiện tướng xấu xa, hả ông chẳng bái kẻ ấy làm thầy, muốn đạt được thần thông diệu đạo của hắn ư? Thầy ích đã học viên dung, dạy người khác ăn thịt đánh Phật, cho đó là viên dung, tức là dạy người ta ăn thịt của chính mình, đánh chính mình cũng là do sức mà phát hiện. Huống chi loài bị giết kia cũng chẳng chịu đói như vậy, ăn thịt ta, đánh ta, đó ư? Phải biết, người truyền bá hoàng dương Phật pháp phải nương theo cấm giới của Phật, đã chẳng chỉ giới, làm sao dạy người khác tu trì? Hắn thấy trí công tế điên đều có chuyện ăn thịt, nhưng trí công tế điên chưa từng mang chức trách hoàng dương Phật pháp.